Hello everyone, come to my channel IG play new game nha mọi người ơi. Let's go, going 3 này. Đang gọn lẹ vào game luôn, trải nghiệm luôn mọi người ạ. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nha. Ok, let's go. Ui, có lẽ là mình đẩy khá là mạnh này. Tiếp theo đi. Mình chơi đến màn 103 rồi. Mà này thực sự là khá là khó đấy mọi người ạ. Từ từ thôi, từ từ thôi. Lại nha, again, again, again. Đây. Ui, không phải à? Hay quá. Wow. Wow. Khó thế mà mình vừa làm được một điều khá là khó nha mọi người ơi. Tiếp theo này. Ui. Cú lừa thế kỷ. Ok. Win màn đầu tiên luôn mọi người ạ. Ok nha mọi người. Ok. Chín trăm vàng mọi người ạ, mình chơi một màn nữa nha. Ok, mình thấy cái đích rồi, không biết là mình tới đích được không này. Thử trải nghiệm nhé mọi người ạ. Ui ôi nghiêng thế, chứ gì đã làm khó nhau rồi. Ui sai. Lừa đấy mọi người. Yes. Mình thấy màn tiếp sau cực kỳ khó rồi. Ok. Mình qua tựa game khác nha. Tom Gun Run nha. Ok. Let's go. Ui. Sẽ chơi ăn thật là nhiều vàng nhé mọi người nha. Mình vừa là hoàn thành xong một cái nhiệm vụ gì đó khá là hay đấy mọi người ạ. Tiếp theo nhá, nhạc sẽ khá là sống động đúng không mọi người.
mình vừa ăn 200 vàng rồi, mình nghĩ là mình có thể tiếp tục đấy. Rồi cứu ạ. Ôi chú xuống hầm rồi mẹ. Ui, ui, khó ghê ta. Ôi trời ơi. Wow, mình lại qua game này, tí mình lại qua game kia nhá mọi người nhá. Cái game chạy này mình sẽ chơi một lần thôi nhá mọi người nhá. Ok, qua game mới này. Mọi người xem video của mình, thấy video của mình hay nhá, cho mình một like subscribe để mình có động lực ra thêm nhiều video mới nhá mọi người nhá. Thank you mọi người rất là nhiều. Ok. Không được mọi người ơi. Cười con khỉ khô Polto. Để mình chơi lại nha. Thank you.
thật không? Yes. Một trận thắng khá là vất vả khi mình đã nghĩ ra cái chiêu trò để đánh bại đối thủ nha mọi người nha. Ok, mình nghĩ là mình nên qua game khác đi. Qua game này nha. Tuyệt vời à? Tuyệt vời là chắc chắn rồi. Ui. Ui. Quốc vương à? Lão toét. Ok mọi người ạ. Tiếp theo này. Tốt. Ui, mình quên rồi, mình rớt. À, con khỉ khô này. Một lần nữa nhá mọi người nhá. Ok. Phải đi, trời đứng nhìn. Ok. Một trận thắng khá là ý nghĩa. Qua tựa game tôm này, tiếp đi. Tôm rất là hay mọi người ạ.
Tôm trước này mọi người ạ. Hồi sinh ngại à. Ai, hồi chưa. Mình chơi lại một lần nữa nha mọi người nha. Game này là hơi khó hơn so với mấy game kia đấy. Thẳng đi.
đây. Video của mình đến đây kết thúc nha. Bye bye mọi người.